lắm trời, anh đang coi giải mày quyết cái khỏe công không việc cùng đã? này. Có làm gì không? Ở không không hả? Đang anh thấy cũng ăn ba không người lại gì cho không nước nước ngập ha, nước ngập tao bằng lít này trước. Luôn ngập nguyên xăng trước ăn bằng rồi. Rồi đi được không? Đi được mà tạm đi ba ăn bằng đi ha, ăn bằng đầu này đi. Rồi, đồ tú luôn. Ừ. Để mà đồ lịch sự ừ. Đúng không? À vậy á. Ừ. Để nghi ngộ mặc, đó. Mặc vậy đi người ta mới thương mình. Hai đứa thi ca coi. Thi ca lát. Ca bán gì? Chiếc áo bà ba đi. Ừ. Ca vui đi. Vô. Mà vô trước đi. Chúc mừng đi đi. Đi chơi luôn. Ừ. Chúc đi chơi trở lại. Đi ăn đi chơi luôn, chấm đồ luôn. Ừ. Ta mày thân luôn. Ừ. Ừ, tôi kêu thằng khác là mày chết đó. Tao kêu thằng áo xanh lại chết đó. Thằng kia. Thằng kia gọi là đẹp trai lắm anh, dẫn thành phố chơi ca nhảy nhạc luôn. Thằng ơi. Lăng cộn cộn luôn đồ thanh thăng. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thầm tập đón con xuồng bé nhỏ tới nông manh non lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ hậu giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời được không cam bán đi tuyệt vời à, cái này tôi gài không vô trời có hồi gài lúc đó đi nó hư rồi con rồi nó đi ăn bận đồ này đi qua tiền nào lấy tính cứ vợ không biết ông không không cứ ai nghèo chết bè mẹ đương lứ cứ vậy nó chừng nào cứ vợ nhưng nó muốn vợ lắm rồi ai mà ưng vậy nó khùng điên ai ưng sống ưng không mơ ưng không không mơ 10 triệu không chồng em phải lựa đẹp trai mới được trai đấy đẹp trai gì nhà hai tầng lầu chơi bóng bánh nè thằng ơi con đại gia hút thuốc nữ câu chớ dục vàng bằng vô chát nữa công tử Bạc Liêu mà đốt tiền đâu chính tỏ ra mình giàu chứ quay vô em nè nói ra là phải dục gì nè năm chỉ vô cái chán chứ trời ơi chụp vô chúng chết ừ. Sao lẹ cười kìa nhất trai làng anh công tử chịu chơi nhật ra trai em của Út Ngọc Sòn nhà anh đó có cô vai mà thẳng cánh nhà em đó có hột tròn quy la cao tầng hay quá anh ơi em nhất một cái làng Đồng Tháp nghèo vàng bay cò thẳng cánh còn anh trai Sài Gòn ô vàng chỉ đô la đổ ra nghe như hột tán sò thấy không phải vô bà đâu à, lấy máy ông về còn à, lấy ghế ngồi chơi nó đi đâu rồi bấm game qua ngõ nhà em anh chị bắt gặp em cười hàm răm trắng như hột sò thiếu nữ biết bây giờ qua còn cô không bà đó bà cũng bồ lắm nha gì ha ừ mấy đại quý đồ quái bà ừ mặt già đẹp 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 ông nữa bà già bồ lắm bà ở đó mới ưng cái ông năm có lý là mới thôi tôi đâu có chờ đủ ra luôn ừ ông đẹp trai đó ông tuổi con khỉ tôi với ông cự không cho vô ở chung đuổi ông đi qua nhà thờ ăn cơm chưa ừ hả à, chưa hả ông gài khổ lắm phải không nữa tao với mày sao ông gài ông tân tháo nói chuyện luôn không ông gài em nó ông tân luôn chị hả ừ không ai chơi ai lại nhà luôn nè ông bà làm lại ha khùng cái gì à, đừng có lên nhà trên đó nữa hả à, có lụ đạn đó nghe ta ừ lên đó thì biết khùng một chân ha ừ anh Thanh không dám lên nó muốn vợ lắm rồi đó vậy mình đang đợi chỗ đó không biết ai nè quý ân cho ai ân gì quý ân đó để có tiền mà nói gì chạy có tiền đâu mà tiền nó chịu không không chịu cứ luôn đó không lại luôn đẹp trai mà rồi cũng đẹp lắm mà nhưng mà lẹ thật lẹ không chịu mơ dạ yeah. Hồi có mơ từ hồi bảo gì thế mơ hỏi coi lẹ có chịu mơ không nói à nó thương có, hỏi coi người ta thương người ta yeah. Nói hả ừ đâu không thương có thương người chị em ha đó không mơ khùng điên thương không thấy tội nghiệp không nó là không được chưa không thương rồi đó là khoảng ở đây thấy ông mơ chê đi trẻ không ừ con này ông ghét mơ ừ. Người dân mà ai mà thương anh Tăng? Ừ. Anh Tăng thương không? Ừ. Mấy đời banh đục có xương ừ. Mấy đời mẹ ghé mà thương con chồng. Thế không?
Cha thì nắm ruột nắm gươm, theo vợ bé bảy đôi đàn chim ưng. Bỏ con à, ra đem chuối rồi kìa cha. Nó mua đó. Dạ biết chơi quá. Mua dạ không á. Buồn làm chi em ơi, tôi ngày mai cũng hết tâm sự buồn. Buồn làm chi em ơi, cho quay phang đầu đời bớt buồn đau. Mở nghe đấy em. Buồn làm chi em ơi, một số kiếp con người ai cũng nói buồn thôi. Đang ủi mình bớt buồn đi em. Bữa giờ chị không gặp anh chị mơ khóc à? Khóc nhớ luôn. Không sao? Chơi quen khóc. Ôi ôi, tôi nghĩ bà ăn bỏ luôn. Bỏ ăn luôn hả? Ờ, bỏ không cho tiền bà ăn uống buồn quá. Thế mà nhớ chị vì anh chị vì tiền nên nhớ không, nhớ tình bạn, nghĩa tình thương. Thế à? Ừ. Nè chị Minh nói nè, mai mốt mới nhớ chị Minh là nhớ niệm Phật nha. Dạ. Niệm Phật đi chị Minh, nghe cái ông Phật kêu chị Minh quay lại mình. Vậy đà. Ừ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đúng rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lẽ biết niệm không? Biết à? Hỏi lẽ biết niệm không? Biết rồi, biết. Hỏi thử coi. Biết niệm Phật không? Biết không? Sao không nói chuyện vậy? Nói không phải không rồi. Chuyện im buồn rồi, nó không cho nói chuyện. Im rồi ấy rồi. Nói. Quách cho nó mình. Cho nói không, không nói gì cả. Hằng dạng im rồi nữa. Biết niệm Phật không? Nói thế nha. Mở cái anh biết nói gì nữa. Sao không nói? Nói không được hả? Dạng im. Nói xét của lỗ tai nó mới nghe. Im. Chấm mập. Nói xét lỗ tai nó. Thằng dạng nó im buồn không cho nói vậy mà. Thấy không? Mà sao ông nói chuyện mà? Kỳ á. Kỳ á. Mơ nói rồi. Mơ thì xin dạ. Mơ được nói rồi. Sao không nói chuyện ông? Hả? Tại không nói. Tại không nói thì đó, nói. Ừ, tại ít nói nha. Mơ dạy niệm Phật. Coi tai nó coi chừng nào cứ vợ. Thấy không? Đặt ông này bắt này nuôi ha. Ừ. Không thấy ông kêu nè. Bắt có nuôi đó. Xui quá nè. Xui không? Tai xuống rồi. Không. Ừ. Tình tiền nghe chứ. Không ai đỡ đầu nữa. Bữa nay hai vợ chồng giúp cũng giúp chết luôn. Không ai đỡ đầu nó chứ hả? Không. Mày kể gì vậy? Mấy bà chơi bỏ luôn. Bằng ra nó bị đứt luôn. Thằng ơi. Đứt cái nhỏ đỏ này. Kìa. Qua. Tại kia. Hôm qua bằng cá rồi xong rồi dục con cá. Cá bóng ra ngoài cái hầm á. Rồi dướng vô cánh tôm nó trên nóc nhà. Thằng ơi. Gung. Đứt tay. Coi tay kia coi. Có đều á. Xui quá cưng ơi, tình tiền ra chứ. Không có con cơ đầu tư cưng luôn. Bữa nay cưng hên thì chắc được 200 à. Ủa mới biết này cực 200 à? Ừ, có cô này cũng năm mấy tuổi, bốn mấy dịp về phải tư nghiệp. Hên lắm cũng 200 dạ. Mà hả? 200 trước này tệ vậy? Hên xui nữa, không chắc, có luôn. Mà chắc mơ nhiều ạ. Ừ. Mơ nhóc mơ à. Này. Mơ nhóc. Mơ về thành phố hả mà. Tình tiền vô rồi. Mơ tiền. Tài lớn luôn đó. Tài lớn luôn ha. Kỳ Mỹ luôn nè. Hai bạn luôn. Ta chơi cũng dặn bằng ăn lớn. Lớn lắm à. Ta kêu ca chơi. Đánh khó à. Lẽ nhiêu tuổi rồi? Nhiêu tuổi rồi cưng? Coi đi. Coi tuổi. Cho biết đâu mà coi. Coi tuổi. Vậy? Nó kêu coi tuổi nó chừng nào có vợ đó. Cưng nhiêu tuổi rồi? 22. Tuổi cưng năm nay ấy. Khổ tâm lặng lặng đau đau trong nhà tân hại cưng rồi chơi. Bà mơ cũng đang hại cưng quý đó. Bà chạy theo đường bơm bo đó. Thương nó mà được tội nghiệp đó. Thương nè. Không động Phật dạy nha. Nó chạy vào Phật nè. Nó có ghệ rồi mà ghệ nó bỏ kìa. Nói nó không nghe. Nghe không? Nó chạy theo cái đám quỷ này nè. Đám Mỹ nè. Không chơi. Đám Pháp nè. Không chơi đám Mỹ đó. Vậy hả? Nó ác lắm đó. Ai? Nói vậy nè. Nó có ghệ rồi mà ghệ nó bỏ rồi. Tay mày tình tiền ra chân nè. Này ở thiền đi, chứ lạng quạng công an bắt mày đó. Thằng ơi. Hôm nay kêu má mày đi bệnh viện chích mày đi. Thằng ơi. Nóng lạnh sốt á. Chạm mày tới á. Tự xử đi á. Không thương nữa sao? Hả? Không thương nữa sao? Nhưng mà thương một phần nào thấy tội nghiệp đó, người dân khoảng mà thương vậy. Nó bụng rồi nó trụng mì cho nó ăn đi. Vậy hả? Ừ. Không mì không? Vậy? Sao vậy? Ngồi chợ đi ăn. Ngồi chợ đi ăn. Không, bây giờ nó đói rồi cho nó ăn đi. Ăn người dân mà. Cho nó ăn đỡ một miếng. Thôi. Sao mô là, sao làm phước cho người ta, mô làm phước cho lẻ. Dạ. Yeah. Ừ. Lẻ gì hết thương hả? Thế là thương. Ừ, làm vậy tổ quá à. Không thương nữa sao? Không. Thằng ơi. Không ngoan, thương ông với bà. Nó ngoan lắm. Dạ. Yeah. Ừ. Nó tình tiền ra, mai tối năm nay coi chừng nó chết. Kỳ vậy?
Nó sâu vô chợ bự cơ. Tao đập cái đó. Ai đập? 22 nè. Trên tay dưới đây cũng đây. Thằng ơi. Tao vô nó ăn ở tùm lum đó là. Nó chưa có vợ mà ăn ở gì? Nó chưa có vợ mà. Buồn làm chi em ơi, rồi ngày mai cũng mỗi đứa xa rồi, ông tới vậy đó. Ốt sẽ đặt bột đi. Nó chưa có vợ mà khổ gì mới. Đại ca lại đó. Đại ca ơi, uống càng say, gũ bầu càng nhấp nhó. Để chúng mình tình bạn kết nai nụ cười xưng. Thấy cùng không? Nhiều ca không ca không mà. Cái đúng lên ca ca. Hứng lên là ca ha. Đại ca là nghĩa tình, đại ca mới gặp gì không? Mày lấy ghế cho ông ngồi bây. Nè, dẫn mơ đi đám cưới em của chị Minh nè. Ôi đẹp ha. Đó. Chơi ông mơ. Lâm Trấn Khang hả? Ừ. Mới đám cưới hả? Chưa, trời, mai mốt dẫn mơ đi Sài Gòn lên ăn đám cưới luôn nha. Ừ. Quậy tưng đám cưới lên Sài Gòn. Mơ hả? Chưa, mấy ngày nữa. Đẹp quá, ra cặp đẹp quá em ơi. Em đó, em trai của mình. Quá đẹp luôn mà. Đẹp không? Hai đứa đẹp quá. Thấy không? Mời mốt ha. Ừ. Đãi trên nhà hàng á nha. Ừ. Mời em đi luôn. Mời đi qua. Ê, mời mốt đi đám cưới luôn nè anh. Đi. Chơi luôn. Có lộc ăn rồi đi. Hai đứa mình đi luôn. Đi đâu? Đi đám cưới lấy ghế ngồi má ơi. Thôi được rồi, đứng được rồi. Bạn con bên Mỹ qua. Tới nữa. Quảng cáo nghe ớn quá. Cắt cái mỏ chưa? Dạ rồi, chị mơ kêu là em làm liền. Liền cái mỏ chưa? Liền rồi. Ông ơi quản lý đó. Anh nói chuyện nha. Ông đi hung môi ai chị anh Tăng mà với chị Tăng đứt cái mỏ. Ngày mai mấy mũi. Chị Tăng. Dạ, ủng hộ không? Không tốt. Được. Thương hả? Ông bảy anh em đó. Rồi đi mới đây nha, đi về. Khung quá vậy. Ở đây chơi làm gì? Về đi. Lâu kỳ vậy? Dạ, đi xem tết xe. Khung của ông chơi gì vậy? Hả đi ăn. Mà đây đi tết ba thước nè. Mẹ ra anh Tăng ảnh cho ông chơi với cậu này. Có người quay rồi. Nó khùng quá. Quay đi. Ừ. Ông lên quay bà Sáu đi ông quay. Sáu đâu? Trên tay chút đi. Quay về cho đập á. Ừ, cho bà nhớ tiền. Ừ, cho nghiệp á anh. Ừ, cho quay bà Sáu ha. Trên đây nè, bệnh nghiệp á. Bà bệnh hoài à. Nói chuyện có bóng dáng ai bà câu. Quay đi. Ừ. Nghiệp. Anh Tăng, ông vô, ông về kìa. Quay đi. Không có ha. Ừ. Có ông Hạnh ha. Ông bảy anh em đó, ông nói tôi. Tội nghiệp ổng em ơi. Cùng tội nghiệp ông mơ quá chơi. Không chưa chơi ông hả? Ông cùng hả? Ừ. Vậy dạ? Ừ. Đó làm gì đó hả? Ừ. Thằng ơi chị Tăng thích chơi, ổng chơi cho Tăng. Hả? Để nghe anh Tăng ngộ ha. Ông Tăng sợ hả chị ha? Anh Tăng. Ừ. Gì đâu sợ. Tin hoài, quay đi mà. Thôi. Ở nhà đi mẹ đi làm nhà thương bố. Ập mà thừ ở lòng thân bệnh. Em ru rồi kìa. Đặc biệt cho còn cái liên hả? Thấy không? Không thích chơi bạn bè mình. Mới mua lại hả? Mới mua lại á. Anh. Bố cái liên hương. Ông cùng lên gì hả? Hả? Đập ly hương chị. Khùng lên. Thằng ơi. Còn cái liên hương này hả? Tội đó. Cùng đập hết trơn. Mình anh đập trong nhà. Mà làm gì đâu? Bà bạn là. Làm gì đâu? Khùng. Không có sao không? Có mình lên nên là đập lên không chơi. Đập bút cái ly hương chứ. Vậy mới mua lại. Bà nói mà khùng mới khùng trong nhà đập. Thằng ơi. Đó khùng mà chị Tân. Lên cơn hay gì? Lên cơn dục hết trơn. Lên cơn dữ hả? Ừ. Đàn bà đàn ông đi ngoài đường tất tú ta tật chân. Thằng ơi. Đó nó khùng mơ. Anh vôn cái đàn thấy dữ giận. Bà nói tú con chạy cho bà thấy. Con nó ăn mơ kìa. Đem con nó trả đi nhà tư 12 giờ. Đúng, đúng lỗ đâu. Đi người ta ta chạy quả hết trơn. Thằng ơi. Đóng cửa. Trong nhà làm gấp gấp. Cái chừng nhỏ khóc nữa là làm. Trà ra hóc cam nó nhỏ. Lại. Nó nói khùng mà anh Tăng thương. Ừ. Trà đây gì vậy? Không, mình còn tiền không? Có tiền không? Đắt rồi. Không ai quay, không ai cho sao? Ừ. Anh này bơm anh cho anh. Anh nói anh cho hoài à. Anh tốt lắm. Anh thương rồi anh chị. Đó. À. Chơi với anh đi. Chị có tiền rồi sao xin nữa? Bảy anh em. Có tiền rồi xin không không? Hả? Em cho rồi thôi. Mơ. Dạ. Có tiền rồi sao xin nữa? Để cho ổng ngồi đi má. Mà vô đây mà ngồi nó tiên tao lấy. Chị á. Mà nói cho tao ngồi cách đi. Đó, bảy với bà là mơ. Có ghế kìa. Ngồi thì có nói gì mà. Trời ơi tôi có nói gì đâu. Bảo nói gì đâu.
Bà đó mập á. Thằng ơi. Ừ. Sợ bà dê ha. Bà chọt rồi. Tôi chọt gì đó mô vật á. À? Mô vật. Sợ bà dê hả? Ngồi mất mạng cho Thần Thảo anh em luôn, công nghiệp. À cái gì đó mất mạng. Anh Tăng nói ông này quay ông về, ông về rồi. Hồi chở đi ăn chơi. Sáng giờ ăn cơm chưa? Tắm mạng cho đồng nghiệp Thần. Chị cao mình cạch đậu, cá món nói nữa gặp ừ. Thêm bữa nay thêm nhiều không ạ? Tìm gu à? Nghiệp sao tìm gu hả? Đâu cái gì vậy? Nè, cơm gọi nó đi đó. Dạ. Trụng mì vậy nó ăn đi. Nó cứu mẹ lắm, ông Tăng ừ. Cho tiện cho mẹ không chị Tăng. Thế hả? Nó không cho bạn gái. Thế hả? Ừ, cứu đó. Nó dứa mà. Đưa cho mẹ không. Ai? Mẹ nó bắt lứa, sắp về cho mẹ. Về mà hả? Ừ, không có đưa cho cha mà không đưa cho anh em. Thế hả? Trụng mì vô nó ăn đi, nó đói đó. Ừ, chơi đi mà. Bạn cũng mơ giờ bọt luôn ha. Ừ, thương thương ha. Trụng mì nó đi. Không nhìn bán rồi đó. Sao nó ngồi im gu à? Nó nhìn em đó. Nó nói em không nuôi nó đó. Giận hờn chứ gì. Ừ. Mà ăn mập con bọt nó. Cho nên nó bự quá trời cho nè. Mập quá. Không mua đồ mới bạn. Ừ. Hết trời luôn rồi kìa. Cái này sao bự con rồi nè. Ừ. Đã không? Ghê ha. Mỹ vậy gì? Mơ dê hả? Chặn anh Phúc luôn. Ơ, mơ đang dê mà, mơ đang dê dặn hả? Đụng đụng người ta đó. Đụng dĩ hả? Kỳ vậy chứ thương tội nghiệp. Thương không? Kiếm vợ nó đi. Hả? Kiếm vợ nó. Kiếm vợ hả? Ừ. Nó ai mà ưng? Sống bưng. Khùng có điên ưng chứ. Nó đâu có khùng. Hỏi coi. Hỏi. Anh nào đi ăn luôn luôn không anh? Dặn dặn. Hỏi có bị bệnh không? À, sao không dặn à? Ừ. Đi chơi. Không thương lắm. À, té đánh tăng ha. Ê, ừ. Ông nói, ông bẫy anh em, ở Lạc Ba Từ. Ông kêu mình lên chảnh nhậu chơi luôn. Ừ. Ở cầu thang máy không mà chơi. Ừ, ừ ông giàu lắm. Thì chị Tăng giao tiếp rồi. Thì ông lấy má chị Tăng về. Nè. Ừ, giờ đi. Có tiền thì không có xin nữa nha. Hả? Có tiền thì không có xin nữa. Ai quay cũng cho tiền cho người. Đâu có ai cho đâu. Sao không? Không lấy quay không cho. Ủa anh chơi mình ơn vậy đâu không chơi hả? Ừ. Ừ biết ý em ha. Ừ. Em mà chơi với anh Tăng mà chơi tào lao không chịu ha. Ừ. Ừ. Ông vô chơi đây, ông ở đâu rồi? Lâu không chịu. Ai tắm nước rồi ta? Anh thua ông Tăng. Nhìn gì á? Ừ. Nhìn nhà mà trái đập cái gì kêu vô đó à. Thằng ôi ơi. Trời, người ta hại nó có vòi sao lập không? Có trong có. Thằng ơi. Hại đâu mà trời. Thằng ơi. Cùng. Ngài dễ biết nó đâu. Kỳ hả? Ừ. Hỏi nó coi. Có Hương ngay không? À biết nữa. Hỏi nó coi. Nó mà thương ơi. Nó không mà thương ơi. Hồi nào đi đám cưới coi vợ mời ông ba đi. Ừ. Mới làm mai đi. Hả? Mới làm mai. Biết con nào đâu mà làm mai. Làm mai nào tôi đi coi kiếm ai ai coi. Đi Sài Gòn rồi kiếm hết Sài Gòn mai ha. Ờ. Ông này có coi vợ à. Ừ. Ông này chắc ghé Sài Gòn quá ha. Anh Tăng anh bằng mai quá anh Tăng. Ừ. Có coi vợ rồi. Mai cho nó. Ừ.